Tua. Con hôm nay mà mình lấy 10 con đà điểu giống bên mình, mà bên mình cho tặng một cái con chân nó hơi bị khòèo khòèo đấy, Vâng. thì theo mình chia sẻ này thôi, bạn nên nghiên cứu xem thế nào để, bởi vì thực ra là cái con đó thì nó bình thường là nó không sao đâu, xong hôm nó bị thế là nó cứ lệch dần đi đấy, thì cái này nó còn nhỏ, xương khớp của nó vẫn còn nắn được, thì theo mình thì mình gợi ý là bạn nên cho nó vào cái lưới như kiểu là cái võng ấy, nó thọt hai cái chân xuống, Vâng. xong bắt đầu là mình vẫn phải cho nó ăn uống hàng ngày và không cần cho nó di chuyển quá đi lại ở cái sân cùng với đàn đâu, mình cho ra một cái thì để xong mình lấy cái dây mềm bằng như kiểu cái dây dây dây, dây vải màn hay là cái gì nó mềm mềm ấy, Vâng, dây rút vải dây dày được. dây 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 buộc dây giày hay là dây gì nó mềm hơn được, Vâng. thì mình gõ hai cái đầu dây nó buộc vào hai cái cổ chân cho nó khép cái háng lại Vâng. đấy, sau đó là mình điều chỉnh cái hướng hướng của cái chân của nó làm sao cho trở về bình thường nhá. Vâng. Thì mình cũng chịu khó mình thiết kế, quan trọng là nó không được đi lại trong vòng khoảng 3 4 ngày, Vâng. thì mình làm thế thì khả năng là được. Thực ra là cái này là nếu mà bị mới bị mà mình làm khéo là vẫn được, nhưng đây là mình cũng kiểu như là nó Không cũng là lắm được nuôi nhiều, hai nữa là vâng. thôi thì nó cũng chả tội lỗi gì, nó chỉ bị như thế thì cứ để nó sống ngày nào sống hôm nay, tiện thể mua 10 Vâng. con thì bảo là vương vương qua bảo thôi con này ai mà mua gần đây như bắt đầu từ mai là cho luôn, không 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 bán mua, không tính tiền, thì hôm Vâng. nay gặp đúng anh em thì thôi cứ sách về bây giờ là thả ra đàn thì nó vẫn nhập thôi, nhưng mà Nó vẫn bình mỗi một ngày nó lớn là nó càng nặng cái cơ thể của nó lên, thường. Vâng, đúng thì rồi. dần dần cái chân nó sẽ không thể đứng được lên, thì thôi mình cũng yêu thương chăn nuôi thì mình cứ thử một vài cái hướng, làm thế này không được thì làm thế kia nhá, nếu Vâng mà vâng nó được hay không được thì cũng chia sẻ lại để anh em lấy kinh nghiệm để chia sẻ. vâng vâng với anh. Nhá, thì hướng hướng là cho thả nó vào cái lưới cái võng rộng rộng ấy, làm sao mà Vâng. nó đi phân nó rơi ra xong thì mình bưng về Hai cho nó ăn. chân xuống. Đấy cái chân của nó chỉ chống chống chơi chơi, nó không chịu lực cả cái người của Vâng. nó xuống, thì bắt đầu là nó mới bắt đầu là vào cái khuôn khổ dần dần, bắt đầu nó liền rồi thì là nó đúng cái hướng rồi, là cứ thế là nó phục hồi dần lên. Vâng. Đại gia trâu nuôi 100 con trâu là tôi quá bái phục ông rồi đấy. Vâng. Thế bây giờ là thôi, vì cái việc anh em mình cũng là cái cảnh người chăn nuôi thì mình giao lưu cái này thì nó liên quan đến trâu thì mình không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà liên quan đến con đà điểu thì thôi, về thì mình dặn qua sơ bộ như này nhá. Vâng. Cái nguồn rau của nó thì nó có rau muống và rau xuyến chi, rau hoa trắng đấy đó. Vâng. Mình nên cho ăn cân đối giữa hai cái loại đấy, chứ đừng nên cho ăn rau muống không là nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường ruột nó đi phân lỏng đó, hoặc là ăn cái gì thì mình nhìn phân của nó phải khuôn khuôn một chút đó. Vâng. Còn ví dụ như cái cám thì mình cũng lên cho ăn cái cám giai đoạn từ dưới 5 cân dưới 7 cân, mình cho ăn cái cám loại 1, loại tốt của cái cám gà, Vâng, em cái loại cắm sữa của lợn được không anh nhỉ? không cứ ăn cám gà, Cắm sữa của lợn 400.000 một bao ấy. không cái đấy mình cũng chưa thử, nhưng mà thường được cứ cám gà tầm khoảng 270 đến 300 là được rồi. Một bao là gì ạ? Nhưng mà là nhà mình Vâng. vẫn cần cái cắm đấy mà. Cái thứ hai nữa là cái con này thì về cơ bản thì bao giờ mình cũng phải có cái nền cát và từ nền chuồng tương đối sạch sẽ, đừng có những cái dị vật gì đấy để cho nó khỏi bị ăn dính. Vâng. Cái thứ ba nữa là nó nhớ là cái giai đoạn ở 15 cân là tiêm lưu lưu cát sơn mũi cuối cùng nữa nhá, 2 cc Vâng. vào dưới da sau cổ ấy, gáy đấy. Vâng. Còn cái tiếp theo nữa là mình cho nó bổ sung cái canxi, mình có thể mua cái canxi ở dạng gói bột hoặc là nước để mình gọi là cứ hai một tuần cho 2 lần bổ sung vừa vừa phải thôi, để cho nó phát triển khung Mình xương. cho nó ăn thêm B1 mới biết được không anh nhỉ? B1 thì cũng chả cần thiết đâu, bây giờ nó to rồi thì cũng chả vấn đề lắm. Con nào mà nó cảm thấy nó chậm lớn hoặc nó còi cọc ấy, thì mình có thể dùng cái thuốc bổ viên con nhộng của người với lại cái trứng gà mình bơm cho nó Vâng. một tuần 1 2 lần để cho nó tăng cái dinh dưỡng lên. Vâng. Con này chủ Nhưng yếu mà là cái nó rau muống mới trộn nhau anh hay là cho ăn riêng? cho ăn trộn với nhau được, nhưng mà hoặc là cái lượng cho ăn trong ngày nó tương đối cân bằng nhau. Tại vì cái rau hoa trắng thì cái vị của nó vị chát nhiều, mà rau muống thì vị của nó vị ngọt thì nó lại nhớt. Đấy, thế còn buổi tối thì mình cũng
vẫn phải thắp một cái bóng sáng lên trên thì cho nó nhìn thấy thức ăn, nó khỏi bị hoảng loạn. Thứ hai là trong cái khu chuồng tối đấy nó cũng phải có một cái máng nước để cho nó uống cả đêm. Vâng, có. Nhìn chung là ở cái khuôn viên cái con này là mình người ta cũng không nên, người ta cũng hạn chế cái việc là để nó khô chân, thì một phần là do là cái phân nó dẫm vào cái gầm bàn chân xong rồi nó khô quá nó cũng ảnh hưởng khó chịu nứt lẻ. Vâng. Thì mình lên ban ngày mình cho ra sân chơi nhưng mình cho cái vòi nước nó chảy nhỏ nhỏ, lúc nào nó cũng ở cái góc dưới chuồng nó cũng có một cái ít sột Cát sịt ướt. ẩm ẩm đấy để cho nó tự tả bỏ cái phân ở dưới gầm bàn chân đi. Vâng. Ừ, đấy là cũng là một cách để cho nó nước nó chảy đến là nó cũng rửa mỏ nó Vâng. cái mỏ của nó mình nhìn cái hàm trên hàm dưới của cái mỏ đấy là nó không bị mắc cái, nhìn trông nó không loét mà trông nó cứ khô khô hồng hồng mà nó sẽ sạch thế là tốt. Vâng. Còn nó đen đen nhẩm nhẩm mà nó cứ lâu ngày Nó mà không bận không mấy gà được không anh nhở? nuôi bây giờ mới thế thì mình nên nuôi nuôi nó biệt khu ra tí, lúc nào nó to rồi thì không sao. Vâng. Ừ. Thế anh em thì thôi cũng cảnh chăn nuôi thì sáng lấy thì cũng hơi vội, nói chung là có những cái gì là thiếu sót thì anh em cũng cảm tí tại vì nó cũng vội, hai nữa là nó đúng là nó cũng về thả ra là ok rồi, gì khỏe mạnh rồi gì. Vâng, về nó toát mồ hôi ướt hết nhưng mà nói chung không sao. Ừ, cơ bản nó gần, hai nữa là ông cẩn thận quá, ông cứ muốn che bịt kín ở trên trên nhưng mà tôi nó ở gần bán kính khoảng cây khoảng tiếng đồng hồ về thì không sao. Vâng. Thì bây giờ thả ra là vận động ăn uống khỏe mạnh rồi đúng không? Vâng, bình thường này. Ừ, đấy thì trong quá trình nuôi thì một số cái lưu ý như thế, xong thì kết nối Zalo thì thỉnh thoảng anh em có gì thì giao lưu. Bao giờ tôi có cái nhu cầu liên quan đến con trâu thì tôi sẽ hỏi ông sau. Vâng, ok anh. Ừ, thế nhá. Vâng, ok. Ok, chào. Các bạn thấy chưa? Đây. Em thay nước bên này đi này, nước nó nghe có vẻ nó. Đây là cái khu vực úm giai đoạn 1. Khi ban đêm thì có thể là thắp bóng sáng hoặc là thắp bóng tăng nhiệt lên. Quý vị các bạn thân mến, đây rất là nhiều con giống. Đây là những bữa ăn rau của chúng. Khu vực này đây là đang nuôi giữ một cái ô đó, là 300 con. Đó. Các bạn thấy là khá là đông. Khá là đông. Sau khi hết giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ cho sang giai đoạn 2. Hết giai đoạn 1 chúng ta cho sang giai đoạn 2. Bạn thấy rất là bổ mắt đúng không? Rất là bổ mắt khi chúng ta kết nối đến cái kênh con giống đà điểu. Các bạn khi mà các bạn đã mua giống của bên mình thì các bạn cố gắng về các bạn thả ra. Các bạn sẽ kết nối Zalo và các bạn quay trực tiếp video để cho mình nhìn thấy cái chuồng trại của các bạn được thiết kế như nào, cái máng ăn như thế nào.
khuôn viên chuồng trại bãi chơi như thế nào thì mình sẽ tư vấn cho các bạn, tránh những trường hợp là các bạn bỏ giống ra, vốn giống ra mà các bạn nuôi nó không đến nơi đến chốn và thất thoát thiệt hại kinh tế. Mình không hề mong muốn mà không hề vui vẻ thế nào khi mà chúng ta làm kinh tế chúng ta bị thất bại. Các bạn thấy chưa, một cái lượng giống rất là đáng để chúng ta phục vụ. Và sau đây mình sẽ review ở cái khu giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì rất là nhiều. Đấy. Chúng cứng cáp hơn. Đấy. Cứng cáp hơn. Đây là giai đoạn 2 các bạn nhé. Thì chúng yêu cầu cái mật độ thoáng hơn. Đấy. To hơn. Bởi vì chúng đã ỉa nhiều phân đen rồi. Đấy. Quý vị các bạn thân mến nhé. Đây là giai đoạn 2. Đấy. Các bạn thấy không? Bắt đầu chúng ra đất, ra cát, chúng cần cái độ thoáng. Các bạn nên nghiên cứu và xem những cái khoảnh khắc của đồng chí Thao. Đó, mình kênh bán lẻ về con giống đa điểu. Có thể nói là doanh số đạt rất là lớn. Đấy, nếu mà về bán lẻ. Bởi vì mình đã kết nối và đã gửi đi tận Trà Vinh, Cà Mau, Đồng Tháp, rồi Củ Chi, rồi Dị An, rồi Cầu Vượt Sóng Thần, rồi Kiên Giang, rồi Thủ Đức, nhiều lắm. Mình ở ngoài Bắc thôi nhưng mà nói đến các địa danh ở trong khu vực đó là mình rất là thuộc. Bởi vì là khách hàng của mình ở đó. Thì một trong những cái điều táo bạo của mình là mình đã xây dựng được một cái hệ thống nhà xe, một cái hệ thống con người. Đấy, đã cho ăn cho uống ở trên đường, đã có trách nhiệm gắn liền với đồng tiền. Đấy, thì đã đưa đẩy được cái con giống đến những cái các bạn, các bác, nông dân ở những cái miền xa. Đó là một cái thành công, cũng là một cái vinh dự, cũng là một cái điều tự hào các bạn nhé. Đấy, bởi vì chúng ta ở, nếu như tôi ở miền Bắc thì mà tôi mua được một cái sản phẩm đặc sản gì ở trong khu vực miền Tây thì đấy là cũng phải là nhờ một cái vị đại diện ở trong khu vực miền Tây nào đấy rất là nhiệt huyết thì tôi mới có thể là mua được, chứ không phải là chuyện dỡ, chuyện dễ dàng. Đấy, thì báo cáo với các bác là như vậy. Đấy, em đang quay trực tiếp hôm nay, đây là tháng 7 năm 2020 và con giống của em thì thường được bán vào từ Tết. Đấy, có nghĩa là từ tháng 1, tháng 2, tháng 1 âm lịch cho đến tháng 9, tháng 10 âm lịch. Đấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 8 tháng mà chúng ta duy trì con giống, và rộ nhất vào từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Đấy là giai đoạn đấy là dễ nuôi và cũng là đẹp giống, thời tiết cũng nắng ấm, cũng em sẽ chụp những cái bức ảnh này để các bạn thấy là nó không hề Photoshop một tí nào cả. Các bạn thấy là nó nhiều đến mức độ là chúng ta tưởng tượng là vui mắt. Đấy, thì kênh Chim Cu Gáy Hay là cái tên kênh. Ngày xưa mình đam mê chim cu gáy, gây dựng trang trại chim cu gáy. Nhưng sau là nhu cầu phát triển kinh tế, buôn bán thị trường và vươn lên trong cuộc sống thì mình đã tiếp tục nhận thấy là con đa điểu là một cái con nó mới mẻ đối với Việt Nam. Và đặc biệt là cũng mới mẻ với Ba Vì. Thế nên chính là mình sinh ra là người con của Ba Vì. Mình muốn đưa đẩy cái hình ảnh của Ba Vì lên trên cái top Google, trên top YouTube, để cho một phần là giới thiệu cái con giống này. Đấy, quảng bá cái con giống này, đưa cái con giống này đến với các bác ở những vùng miền xa hơn. Đấy, các bác nhé. Thì các bác có thể đăng ký kênh. Bởi vì trên kênh của mình nó sẽ có những cái tất cả những cái chủ đề mà bạn nào khi mà mới tinh chưa bao giờ hình dung ra thì các bạn đã thấy được những giải đáp được tất cả những cái chủ đề về cách nuôi chuồng trại, phòng bệnh, những rủi ro tai nạn, tất cả những cái vấn đề về cái chủ đề con đà điểu này. Có lẽ là mình xin dừng video tại đây. Video này mình sẽ
Nó sơ bộ như thế thôi. Còn các bạn vào kênh Chim Cú Gáy Hay, các bạn tìm kiếm theo những cái cụm từ mong muốn và danh sách những video phát về đà điểu thì các bạn có thể thấy ngay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công trong chăn nuôi, thành công trong cuộc sống.